Làm gì có chuyện có tay đi farm rừng, ít lắm. Tay đi farm rừng khá là chậm. Thường thì nó sẽ đi gank tạo áp lực lên các đội viên của team Alliance, là team OG. Nào, Sumail mới chỉ level 5. Nico dính cú côn và Nico bị quay khá đau. Bắn tên trượt. Hơi đáng tiếc. Rõ ràng là cú bắn tên vừa rồi của Saksa nó phải sớm một tí. Khi mà S4 có cho mình level 6 thì cái lượng sát thương bộc phát của anh ta rất là nhiều hơn. Và tôi thấy rằng là Tiny vẫn đang dấm dúi ở đây. À, sếp cũng đọc được anh em ạ. Mãi chả thấy thằng Tiny đâu cả. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là đi nhẹ nói khẽ, đẩy cá, quay tay, tót, không đủ sát thương rồi. Có vẻ như là ông gì sẽ phản canh. Nhưng mà sếp, anh ta tích được cho mình Jingu Mastery. Nhưng mà sếp vẫn chết. S4 trong một ngày chiến đấu sai phong độ. S4 đánh quá tốt với những cú kéo cưa lừa xẻ. Sao đây? Tôi nghĩ rằng là nếu mà S4 đánh sai phong độ thì rất khó để cho các đội viên của Team OG có thể làm được. S4 đánh sai phong độ kinh lắm anh em ạ. Đầu theo một cái xe để check. Nhưng mà không thấy cái mắt của Team Lion. Đẹp. Mắt được cả bên trái. Lim thì sao? Luna kê này. Né rất dẻo. Vâng, mặc dù là trời đang tối nhưng mà Lim rất là tập trung. Anh ta biết rằng là đánh với cả một con Miranda thì cần phải để ý kỹ. Thỉnh thoảng sẽ có những cái tên nó bay đi. Nào Lim, chủ động IT cho mình Luna Kane vào farm rừng đó. Cái đường này giảm rất là nhiều mana cost cũng như là cooldown. Head 4 thì đang cố gắng tìm kiếm sát xa những trà đêm gì cả. Thời Sơn đang di chuyển vào. Biết rằng đối phương cam những người phá một tí. Điên quá thì không được. Nhưng mà Lim trốn rất nhanh. Nào, có vẻ như là trận đấu đang được đẩy nhanh hơn. Chúng ta thấy những pha va chạm đến từ cả hai phía. Của bàn tên trượt. Thầy Sơn muốn có mạng đấy. Nhưng mà S4 trâu quá. Chậm quá các bạn ạ. Tôi đang không quen. Thường thì lối chơi OG sẽ là nhanh hơn. Nhưng mà trận đấu này thì họ đang bị dẫn với Q. Họ đang cố gắng farm bù thôi. Cái phần ở Lion thì với việc đánh nhau hơi nhiều và farm không được ok cho lắm thì họ đang bị dẫn về network. Q thì bị ở Lion, à chính là Q thì dẫn được OG với 4 kill. Nhưng vẫn chả để làm gì anh em ạ. Chúng ta không phải là tựa game dẫn về Q. Chúng ta cần cái lượng tiền ổn. Muốn chơi rồi. Có một con Sky chờ sẵn để có thể silent. Họ đang dụ đấy. Đợi top sun waveform vào là silent luôn. Có lẽ là trận đấu này Sky sẽ mắc cho mình cái silent. Mình nghĩ là ổn nhất. Bỏ qua cái skill 1 mắc silent và skill 2. Không, anh ta vẫn tăng một điểm. Ui, Sky có veo rồi cả. Dầu nha. Rất nhiều đam phép. Rõ ràng là cái việc mà Team OG họ đang farm chuẩn chỉ hơn nó sẽ giúp cho tầm mid game cố bắt dễ hơn. Có đồ ra có kill đâu. Ở lần nãy giờ toàn stack cho team địch. Nhưng mà Sumail thì sao? Vâng, đó là sai phong độ. Sumail nằm xuống, sếp đến để fit à? Vâng, sếp ơi. Vẽ cho mình cái vòng ra nhưng tôi nghĩ rằng là sếp là lành ít dữ nhiều. S4 kéo cưa lừa xẻ, sếp bị slow rất nặng. Đó là cú đập stun dính vào đạn creep, anh ta hồi đầy máu. Ok thôi, nhưng Nico đang muốn chết khi mà các viên team Alliance đang tràn đến. Và đó sẽ là cái mạng của sếp phải nằm xuống ở đây. 6-0 dành cho Alliance xẻ. Sắc xa đi sao, trốn. Trốn các bạn ạ. S4 đánh mất chính mình rồi. Sai. Sai quá. Mình cảm giác là ông Z phải làm một điều gì đó chứ. Không phản kháng này thì hơi tiêu nhở. Phản kháng đi bạn ơi. Rất nhiều những bãi stack đến từ Lion. Tiếp tục là farm đó. Chỉ grab. Tập trung vào công việc. Có cho mình cái Blink. Nếu mà anh ta có Blink thì anh ta sẽ chạy long quang khắp cả map. Nhưng mà xung hiệp sành quá các bạn ạ. Xanh và lên thẳng Banta. Úi, úi xôi. Nhưng mà bắn này lộ quất rồi.
À, cái wood sắp hết anh em ạ. Wood cũng sắp hết. À, định đớp vài con creep. Ui! Nó lại là đớp nhiều luôn. MG có ngay cho mình level 7 và rất nhiều tiền. Vâng, một cú bắn Archon Sword. Radiant are scanning. Trận đấu này thì mình cap với Tommy các bạn ạ. Nhưng mà thằng Tommy thì chắc là nó ngủ quên rồi. Thì tí nữa là xong game tôi mà chửi nó. Biết làm sao? Mình vào phòng cap. Hồ chờ đến khi có trận. Bây giờ thì không thể nào mà ra ngoài được. Nhắn tin thì không thấy nó trả lời. À, mình thấy rằng là các vị ở lên đang smoke. Họ đang di chuyển lên khu vực off lane của OG. Và có vẻ như là Sumail sẽ gặp rất là nhiều vấn đề đây. Tình huống này thì cái bút quách cũng như là cái Icon Sword nó pop pop. Sumail tiêu. Và vừa rồi thì Sumail chết rồi anh em ạ. 7-0 dành cho Alliance. Hơi dễ. Nào, ông gì muốn phản kháng chăng? Nhưng mà để dồn chết F4 thì hơi khó. Đốt lại, chờ động độ đến. Một cú bắn tên nhưng nó dính. Vâng, nó dính vào con creep vào trong rừng. Thầy Sơn cố gắng combo nhưng chưa làm được cái gì cả. Khi mà đó là ông gì mất cho mình 2 viên. Trong đó đánh trang xét được xa lần lại. Một cú đem cây và cộng thêm những cái hit bắn đến từ Archon Sword. F4 kéo cưa lửa rẻ và thêm cả một cái sắp shooter. Rất khó chịu đến từ các viên của team Lion. Và đó là tiếp tục là mạng xếp thôi. F4 combo quá chân trì và Thầy Sơn bị sai lần lại. Thầy Sơn, thầy cố gắng đổi máu. Vâng, cú cồn Sumail đã cứu được thầy rồi. Nhưng mà trận đấu này thì trông ông gì tiêu quá anh em ạ. Lion đang làm rất tốt cái nhiệm vụ gọt đi từng thành viên một. Tóc săn trông chả có tí đam nào. Vâng, tạo một cái cây để cho S4 có thể phi lên. Cái quái gì vậy? Ở Lion họ đang có những cái cú combo cực kỳ chuyên nghiệp. Nếu theo trông no impact quá nhở. Quả Winter Raven này mệt quá anh em ạ. Không có tác dụng gì cả. Mặt kỳ đã bắt được vị trí của Gate King. Nhưng mà thời điểm hiện tại. Cái gì? Ơ à, không biết phải trái là gì anh em ạ. Không biết vai vế là gì luôn. Ở lên thì họ đang thắng. Ông Mặt kỳ làm và như thật. Thế là Mặt kỳ mất ngay cho mình. Đó là cái Moonlight Shadow đến từ bên phía của Miranda. Mất cả hút nữa. Nửa cây máu. Giờ thì anh ta sẽ cố gắng tìm kiếm những cái bãi creep để hồi máu thôi. Đây rồi. Quyết kinh lên thẳng Radiant. Nào, một lần tiếp tục smoke. Ở trong trận đấu này, trước khi mà trận đấu bắt đầu anh em ạ, thì mình nghĩ là Alan là người bị đánh giá thấp hơn, chắc chắn. OG là một đội tuyển có nhiều fan. Rõ ràng họ sẽ được đánh giá cao hơn một tí. Như là cái phần thể hiện ở Alan không có mắt để tìm được Morphing. Và thầy sơ stun được Tiny ở trên đồi. Blink xuống combo thì không đủ sát thương. Và Lin đang tận dụng lượng tập nhìn này. Nào, đứng ở trên đây có vẻ như là hơi mát. Mặc dù ra thịt thì cũng là đã tảng thôi. Chắc là cũng không cảm giác được gì các bạn ạ. 9-0 sau 15 phút thi đấu. Ông gì vẫn chưa tìm được cách để lấy mạng của các đội viên Lion. Nhưng mà bù lại họ farm rất nhanh. Rõ ràng là nếu mà các bạn bị dẫn 9-0 nhưng mà nét chỉ tranh 1k thì các bạn đang làm tốt. OG vẫn đang làm tốt cái công việc đó là farm. Nhưng mà tôi nghĩ là con Monkey này hơi phế đấy. Monkey này kiểu chín không bằng tiền là OG làm tốt rồi. Nào, Lim đang bay. Điều quan trọng nhất khi mà đánh với Alan đó là gặp ngay quả Lim cả S4 đang bay thì mệt lắm. Lúc này bình thường đánh kém kém thôi. Nhưng mà đang bay thì Lim đốt lại để giữ chân Lim rồi. Và tôi nghĩ là sẽ có những cái TP đến từ bên phía của team OG chăng? Không, không ai xuống cả. OG kệ.
và có mặt được cám ra, và có vẻ như là cần có một tình huống đi quất, nhưng mà Haskell không hề có Sentry và họ phải buộc lùi lại mà thôi. Trói lại, cố gắng làm chậm xếp điều nhất có thể, và Lim đang cố gắng bắt sạc shooter chính xác đối phương quá trâu. Thiếu đam các bạn ạ, bị cô BB bị bơ nào ông gì không, tôi nhìn thấy một cú côn ở trên top. Sao đây, Sumail định làm gì vậy? Thầy Sơn bị sai lầm và thầy Sơn ngọc luôn, thầy không kịp đổi máu. Trời ơi, cháy giáo án rồi. Sumail thì lại teleport về nhà. Một game đấu với các thành viên của ông gì họ đang trốn. Hansken bị bớ, và đây sẽ là cái bảng đầu tiên dành cho ông gì. Cái bảng này sẽ giúp cho họ giải tỏa áp lực, nhưng có đủ không? Mười một, vâng, các bạn không nằm mơ đâu. 11 là tỷ số hiện tại, và OG trông chẳng có vẻ gì nó sẽ đánh nhau cả. Chúng ta có một Ash đang farm, một con Morphin đang phế, một con Monkey đang phè phỡn ở khắp mọi nơi. Có Monkey này thì thôi, Monkey lên hút. Sao không phải là một con ách trong tay của sếp nhỉ? Tại sao không phải là một con Monkey trong tay của thầy Sơn? Và tại sao không phải là một con Morphin trong tay của Sumail? Không, ông gì không muốn điều đấy các bạn ạ. Họ đang muốn cho chúng ta một thấy một thứ Dota mới lạ. Thứ Dota bị giận 9 kill. Nào, bắt được anh chàng đông theo rồi. Một quật đơn giản thôi. Erlen đang rất bay bồng, nhưng mà thực ra thì cái lượng network của OG nó cũng không kém bao nhiêu. Nên là mình nghĩ rằng là trận đấu này để cho Erlen có thể kết thúc là chưa dễ đâu. Chưa, game này phải đến cái tầm 20 phút các bạn ạ. 20 phút, Sumail có blink, có sắc, thì đấy sẽ là lúc mà các đội viên OG đánh nhau. Chứ còn thời điểm hiện tại để mà đánh nhau thì hơi khó. Họ không có đam. Ôi, nhìn mấy con xương đấy. Con xương put trụ bạn ơi. Quật cái bao led chai ra. Đúng rồi. Lim vẫn đang làm tốt cái công cuộc đi gành của mình, bắt bớ được rất nhiều người. Bơ linh vào combo nó quá bất ngờ. Monkey bây giờ yếu lắm rồi anh em ạ, rất nhiều skill đã bị nhớp đi. Bây giờ thì Eco Saber không còn dùng được với Monkey nữa. Gậy xanh cũng không ăn được Roshan. Con Monkey này nhiều vấn đề lắm, không giải quyết được. Blink dành cho Nico bấy bề. Xem à, cắt cây. Ui, đánh low à? Vâng, cắt cây thành công và Xem cố gắng. Nhưng mà bạn ơi, tôi là tài lý. Xem phải cố gắng trốn đi nhưng mà không trốn được đâu. Và Omega Mosinero, đó là mạng số 12 dành cho Lion Share. Và này thì Topson tự làm tự ăn các bạn ạ. Đúng theo phong cách của Quấn Hoa Hồng, tự làm tự ăn. Có làm thì mới có ăn. Ba ca nét rồi. Nào để xem là OG có thể phản kháng được hay không. Cá nhân tôi nghĩ là không. Lin chờ đợi. Có một cú tận dụng sai lầm của thầy Sơn, nhưng mà thầy không hề đớp bồi. Thầy cũng tỉnh lắm. Thầy chết vài mạng rồi nên là thầy tỉnh. Sumail thì cũng không 3-0 anh em ạ, không kém phần lòng trọng. Ông Bibit thì hình như là bây giờ chắc là được 1-3-0. Ông này carry không 3-0. Vâng, có một số bạn hỏi là cái sơ tăng hút wing bay lên cây. Rõ ràng thôi, cái sơ tăng đấy là kéo vào cây mà. Nó không bay lên cây thì bay lên đâu.
Erlen đang smoke và chúng ta cùng chờ xem. Bây giờ một cú mắt fail là có khi là ông Di sẽ thua trận đấu này luôn. Rất khó. Ba cà nét. Tầm này thì lượng sát thương phép đến từ Lim. Úi dồi, top sát đã cố gắng trốn. Thầy Sơn đang cố gắng. Thầy Sơn trốn được. Tên bắn chính xác vào người của Lim. Vòng kia đến rồi. Vòng vẽ ra. Các viên đến từ Erlen họ đang ở trong vòng. Nhưng mà Sếp bị cửa đau quá. Trong đó có một cú được cơ được chứa chân là vị trí của cô yêu. Trong khi đó thì anh chàng sắc sang cố gắng nhảy đi. Sắc sang về được rồi. Nhưng mà thầy Sơn tụt máu khá sâu. Vẫn Sếp chân người nằm lại ở đây thôi. Ông gì không hề có đàm. Nào tóc sân của combo nhưng Edford trâu quá trong đó đi Sumail. Cái gì vậy? Sumail vừa cô này. Tôi chưa kịp nhìn. Và Sumail đang bị dồn đàm vào. Đến từ bên phía của anh chàng đi combo và Edford. Một hit nữa thôi. Mà các viên cầu gì không làm được. Và Thầy Sơn chết chung với cả Sumail. Fail. Quá fail các bạn ạ. Cố gắng dồn đàm nhưng mà lượng sát thương thiếu. Mà họ không hề có mạng của anh chàng Timbersaw. Một game đấu dễ rồi. Có vẻ như là Erlen sẽ kết thúc trận đấu này sớm thôi. Trừ khi là họ đánh lỗi. Sắc xa gì đấy S4. Không khác gì gì đấy bố. Chào con. Bố đứng đây từ chiều. S4 hiền đấy. Mình nghĩ Erlen đang đánh rất hiền các bạn ạ. Họ cũng để cho bên phía công gì có một chút mặt mũi ở đây. Trông kiểu ba con chết. Nhưng mà Erlen họ không ăn ông xa là biết rồi. Nào Sumail có xác chưa? Hình như là chưa. Tầm này Nico khỏe lắm. Anh không thể làm gì được. Nhưng mà mấy con này đánh đấm đau nhá. Né tên chuẩn. Ok. 7k net rồi. Quyết định smoke đấy từ ông gì? Họ nghĩ rằng có thể lấy được hai mạng của Nico. Hiện tại Nico đang ở trong form Nico Baby. Baby đang gánh team. MVG lộ vị trí. Nhưng ông gì thì không muốn. Thôi tầm này thịt mũi cũng là thịt. Lại còn chê. Cá chê với chúng tôi này. Sếp thì phi lên và có tìm được vị trí của anh chàng Timber không? Thấy rồi. Lo tớt dành cho team của so. Giải hiệu ứng. Phản lại một số skill. Trận này thì nếu mà phản được quy được cơ thì tốt. Nhưng mà khó các bạn ạ. Làm gì có chuyện đâu theo mù màu đến vậy. Sumail đã có sắc, đã có blink, đã có manta. Tầm này anh ta chỉ cần côn thôi là những cái mục tiêu thấp máu như kiểu là Hasken. Một tơn duy nhất. Net trên 7k. Nhưng mà chính ra là Wedking đánh về lết. Không có quá nhiều lợi thế. Móc Phinh. Sát thương chủ yếu của anh ta là sát thương tay. Móc Phinh thì có nhiều giáp. Nên là cũng chưa biết thế nào. Đam phép trận đấu này thì Erlen có trong tay của Tiny. Của Hasken. Đấy. Sumail thì sẽ hướng thẳng cho mình một cái BKB thôi. 300 máu à? Được. Thêm máu, thêm trâu. Có vẻ như là Erlen muốn ăn cho mình một đồ sang đầu tiên rồi. Nếu mà OG có thể comeback ở đây thì lúc này chính là thời điểm thích hợp. Đối phương Arusan. Hasken. Anh ta nên cẩn thận. Ui, tí nữa là dính tên đấy. Nào Nico. Cố gắng tìm kiếm cái con Miranda này. Nhưng nó vẫn còn một lần nhảy nữa. Khó. OG đang chơi trốn. Cố gắng trốn đam một người với anh chàng Timbersaw. Mà có đủ hay không đây? Đủ. 70 giây lên bảng đến từ bên phía S4. Và tôi thấy rằng là OG đang có dấu hiệu lật. Có dấu hiệu thôi. Nào. Họ cho đấy rằng là đến cả một con Timber thì Châu đánh lâu cũng chết. MNG lộ vị trí. Nhưng mà Sếp thì không nên tiếc. Đúng rồi, tầm này không nên tiếc.
Dồn đam vào, MSG lên bảng trong cái đó đang chẳng xếp, cũng bị dồn đam ngược, xếp, thiếu một chút ra tường thôi. Erlen đang cố gắng, họ có làm được không đây? Đó là cú biết được cơ để giữ lại vị trí của Nico và trong đấu số Bemco được đôi. Hasken đã bị xoáy và đó là ba mạng nằm xuống đến từ cắt về Erlen. OG đang cầm back trong trận đấu này và Lim chỉ biết chạy mà thôi. Chạy sẽ không giúp cho anh ta có thể sống sót trong điều này đâu và Lim cũng nằm. Comeback ngoạn mục đến từ cắt viên của team OG. Nico bị cớt lại các bạn ạ và không làm cách nào có thể cử động được. Nên nhớ rằng lap này của OG put rất nhanh. Chỉ cần Alien họ thua một pha teamfight thôi, rất có thể họ sẽ thua luôn cả trận đấu. Nào, khi này Git dành cho thầy Sơn. Và trận đấu đang căng thẳng hơn rất nhiều. Tầm này những con sắp yếu máu như kiểu là Hoodwing, như kiểu là Sky thì chết rất là nhanh. Chỉ cần bị tìm thấy bởi Mockwing là chết. Xếp tí trâu hơn một tí. Xếp có một cái hút, một cái BKB. Anh ta rất là cứng cáp. Blink Overwhelm Blink anh em ạ. Overwhelm một cái Blink slow. Có cộng thêm một chút sờ trang nữa. Nào căng thẳng nha. Chưa biết thế nào. Tôi thì tôi vẫn tin là OG có thể làm được. Lap này về lết khỏe mà. Cố gắng bắt vào người của Monkey. Không đủ. Cái hồi máu nhiều quá. Nhìn cái hồi máu kìa. Rồi mình sẽ gọi là cái sưởi đi. Một cái sưởi. Có vẻ như là cái độ tanh tầm này của S4 là chưa đủ. Vợ lên quyết định smoke chăng. Ba thành viên này thì smoke ganh kiểu gì nhở? Chắc là chỉ đép thôi. Thấy Sếp nhảy lên, trói cây lại. Và Sếp có thể đi luôn. Và Sếp đi thật. Rất nhanh. Nico Baby dí theo Sumail. Anh ta tự tin khi mà có cho mình hai mạng. Nhưng đối phương thì có tên. Sẵn sàng cố gắng làm chậm lại Nico. Nào Nico Blink chuẩn bị cooldown xong. Anh ta sẽ Blink để tìm kiếm. Không thấy. Vị trí đứng của Sumail là quá đẹp và đồng thời cũng trốn luôn rồi. Đóng băng nhưng mà gọi là sưởi chuẩn mà, đúng không? Các bạn có đồng ý với tôi không? Đóng băng nhưng mà gọi là sưởi rất là chuẩn. Nghe thì nó hơi bị phản vật lý một tí. Không sao. Đôi khi thì một số điều nghe thì rất là vô lý, nhưng mà lại cực kỳ hợp lý. Căng thẳng quá nhờ. Tìm thấy được vị trí của Saksa. Pop. Saksa lên vàng. Nico tầm này khó chịu đấy. Cứ Blink vào quật thôi. Chưa biết thế nào. Đầu tiên thì trận đấu chậm lại. Và cái team thì họ vẫn chưa tìm được cách để kết thúc. Về phần Alien thì chất tướng mình nghĩ là yếu hơn. Chất tướng về late game yếu hơn. Rõ ràng là game đấu này thì Lim phải đóng vai trò chủ chốt trong việc là bắt Mockfing. Còn bảo Nico bắt thì hơi khó. Cái Overwhelm Blink này là Blink vào có một tí đam. Với cả slow. Slow rất là nặng. Đam thì bé đâu. Đam theo sờ chen mà. Nào một cú smoke đến từ OG. Và chúng ta cùng chờ xem. Đi nhẹ nói khẽ. Nào. OG đang di chuyển. Họ đã thấy ai chưa? Họ chưa thấy ai. Họ thấy được Nico. Nico cố gắng rồi. Năm người bắt kêu trong đó đang trong video quyền rồi. Rồi đam ngược lại video quyền chết luôn. Và bây giờ thì Sumail cô này đây nhỉ. Sumail vẫn chưa cô được trong đó. Thì Hansken bị bớ lại. Cú chơi tốt. Nhưng mà cây bị phá luôn. Giờ thì sao đây? Thompson vẫn đủ cái khả năng khi mình chặt cò cho mình, đó là Kirigit. Và có vẻ như Erlen không tìm một cách để xử lý Thompson rồi.
Tiếp tục Blink vào đến được Nico và Thompson, cần phải cẩn thận. Chói Sida đến từ FNG ạ. À, vâng, một cú chói bù hết cặp mắt của tôi rồi. Chói kiểu gì vậy? Why? Tiếp tục Blink lên slow trắng. Thompson trâu lắm. Thompson khó lòng mà chết được. Nào, cú cồn đẹp đến bên phía thủ bèo mà chắc là quay đều chặt đầu được FNG. Trong khi đó Thompson cố gắng cô bầu người Nico, nhưng mà Nico có cho mình đó là cái hồi sinh, mà chắc không quan tâm lắm. Nhưng S4 cũng xử luôn rồi, và cái vòng là quá xấu. Nico cũng muốn Blink lên không đầy. Blink là tốt và Sep bị silent. Tôi nghĩ là Sep sẽ khó lòng lùi về được, nhưng mà cú quay cũng được. Rõ ràng là cái việc top Nico vào cạnh sắc ra cũng là ổn luôn, để cho Alien có thể liếm thêm một mạng nữa. Không sao cả. 21-9. Nào, Alien vẫn đang giữ được cái nhịp độ của trận đấu này. Mặc dù là trước đó OG lật kèo và lấy cho mình con đồng san, nhưng rõ ràng là thầy Sơn vẫn chưa gánh nổi các bạn ạ. Lim đánh ghê đấy anh em ạ. Mình nghĩ là cái quyết định top vừa rồi Lim là tuyệt vời. Tốt, Nico bay lên để tiếp cận Miranda. Nico đang lên ai? Đánh giảm hồi máu của Mockfing, hợp lý. Nào thầy Sơn, thầy có tự tin quá không thầy? Bớt lại, nhưng mà thầy không bị tốt, nhưng thầy vẫn bị đấm chết. Thầy lên bảng 80 giây. Và có vẻ như là ông gì hơi xa ngã rồi. Nico định Blink đến đấy, nhưng mà dính ngay một quả Arctic Burn đã cày thật. Không bắt được sắc xa. Thầy cho kè đấy các bạn ạ. Tiếp tục lao lên và sắc xa bị dồn đam. Anh ta được bảo vệ đến được đóng tủ lạnh, nhưng lại thêm một tình huống Mythic Flare và sắc xa tự lốc bản thân lên. Anh ta né được, giờ đi sau đây sắc xa nằm xuống. Ông gì nó vỡ trận rồi, nhưng mà Lim vào quá sâu, và Lim Nào không chặt được kìa. Buồn cười chưa, nhưng mà Lim vẫn chết. Vâng, cần vì ông gì vẫn làm được cái vòng vẽ ra để cản đường Nico, nhưng mà S4 không quan tâm. Sumail cố gắng côn để lùi về, nhưng trong khi đó thì Nico bị slow lại. Cố gắng lao lên được quân nhưng không được. Nào, một mạng của anh chàng Sumail mà nằm xuống. Thế rồi chuẩn bị hồi sinh rồi, nhưng Sep đang ở vị trí khá xấu. Nào, bây giờ thì cần có một cái đóng tủ lại để cứu Sep. Cứu, đúng rồi, sửa cho tôi. Nhưng mà trong khi đó thì S4 chính xác được Sumail rồi, nằm một người Hasken, và Hasken cũng nằm thôi. Mạng số 25, 26 dành cho Vinh Vương lên, nhưng mà Sumail cũng chặt trên vị trí của MNG, và Sumail đang cầm lùi về ngay. Thế rồi chuẩn bị hồi sinh, 4, 3, 2, 1, nào. OG muốn đánh. S4 bị kéo ngược lại. Thế giới sẽ combo thôi, biến thành một con Timber. Nhưng S4 con mình đó là một cái Aendit. Và giờ thì Thompson chuẩn bị biến thành một con Timber. Không, Thompson quay ra mục tiêu khác ngon hơn, đó là Nico. Mấy bề Nico đâu rồi? Nico bị cưa, Nico bị đấm đau quá, Nico cũng chết luôn. 13-26 đến từ bên phía của Team OG, và họ đang có một cú lật ngoạn mục trong trận đấu này. Tầm này S4 chạy khá nhanh, và tôi nghĩ rằng là Thompson không nên đuổi theo các bạn. Cái game đấu quái quỷ gì thế này. Tỷ số là 26-13. Và rõ ràng là lượng sát thương đến từ bên phía cầu gì, nó làm cho Nico phải cẩn thận. Các bạn nhìn con ách nó quay không? Nó quay như một cái máy xay sinh tố. Một con quay có thể là không thấm lắm, nhưng mà ba con cùng quay thì nó là vô địch. Tạm thời thì Orlen sẽ phải đánh chậm lại. Và mình nghĩ rằng là họ sẽ cố gắng để nắm được những cái sai lầm của OG thôi. Ui, lâu lắm rồi tôi mới được đọc câu bác các bạn ạ. Cả giải này mình phải đóng vai trò analyst. Tại vì sức yếu thì về quê bị cách ly, không lên công ty cát được.
ra thì thế mạnh của mình vẫn là đọc combat hơn. Nào Subeo của Akon vào nhưng mà Subeo cũng combo ngược lại. Cái Aelin đã cứu được cái chữ S4 rồi. Trong khi đó thì Nico Baby dính Winter Curse. Vậy ta sẽ quay ra đánh Timber một chút. Giờ thì sao đây? Bên từ ông gì mất cho mình hai cái ultimate quan trọng. Đó là vòng của khỉ cũng như là Winter Curse. Có vẻ như là họ không nên lao lên. Nhưng Thầy Sơn vẫn muốn combo và Lim combo ngược trở lại Thầy Sơn. Thầy Sơn bị trói lại. May là có một cái đống đá và Thầy Sơn đang cố gắng để gồng. Trong đó thì Nico vẫn chưa mất cho mình cái mạng đầu tiên. Nico vẫn đang quật được. Tỷ số là 27-13 và có vẻ như Calvin Erland sẽ chuẩn bị có cho mình thêm mạng Thầy Sơn thôi. Thầy Sơn bị quầy, Thầy Sơn bị đấm, bị đá, tung tóc tạt tài tát tới đập, và đó là mạng số 28 dành cho các thành viên của Team Lion. Thầy cho ke rồi anh em ạ. Thầy cho ke rồi. Rõ ràng là trận đấu này thì cái mục tiêu nên bị êm đó là con Sky. Con Sky đang là mục tiêu rất quan trọng. Nếu mà con Sky cũng như là con Hoodwing bị tìm thấy thì bên phía của team Alien sẽ mất rất là nhiều thứ. Silent của Sky, chói của Hoodwing sẽ cần phải nhặt ngay cho mình, đó là Bloom DD này. Nhưng mà trong đó thì cần viên đến từ OG, họ đang cần phải đép khu vực trụ top. Trụ top đang gặp nguy hiểm. Mong rằng là Cameraman có thể đổi sang buyback được không ạ? Anh ESL ơi, anh đổi cho em sang cái buyback để em xem em còn biết đường mà cắt. Thầy Sơn thì chưa có. Trong đó thì S4 lại làm cái Endic các bạn ạ. Nó được giải nhưng không sao. Nico Blink vào combo và Widow Woman lành cái sự nhầm không sao cả. Anh ta có mình Fox Staff vẫn về được thôi. Cuco đến từ Sumer chủ yếu được kéo S4 vào sâu. Chính xác Nico vào sâu. Nhưng Alan sủi luôn. Họ quyết định không đánh tiếp. Mặc dù là họ đang có tầm nhìn ở đây. Có lẽ họ chờ. Họ chờ cái sai lầm đến từ bên phía ông gì. Nào. Sai lầm của Mockfing. Sai lầm của Sắc Xá. Không. Không có ai mắc sai lầm cả. Khi mà ông gì đã đi quất chuẩn rồi. Chúng ta cùng xem lại. Một cú quật thôi các bạn ạ. Không thiếu mất nửa cây và cú pop không đến nơi. Cảm ơn ESL đã quay lại farm vừa rồi. Họ đã cho thấy rằng là đạn thì cũng có tầm thôi các bạn ạ. Không phải cứ bắn bay hết cả bản đồ được. Sắp shooter thì chỉ có một khoảng thôi. Chưa biết thế nào. Đầu gì vẫn rất bình tĩnh. Họ biết rằng là hiện tại cái lượng sát thương của con ách này nó vẫn đủ để cho các thành viên của team Valen họ phải e ngại. Không dám vào anh em ạ, chơi bằng xương. Nhưng mà tầm này canxi nó không đủ. Rõ ràng rồi. Canxi thì ách quay cho hai phát. Rồi. Canxi với cả cancel. Valen quyết định bỏ cuộc rồi. Timber đã quay trở lại. Hanscan cũng vậy luôn. Và sếp. Ôi. TPU được. Thầy Sơn. Thầy Sơn cần phải cẩn thận. S4 có cho mình đó là sai vai. Biến thành Timber Saw. Côn vào dồn down nhưng mà Timber cứng lắm. Anh đã có cho mình Andy và Thầy Sơn cần phải trốn ngay. Thầy Sơn trốn được rồi nhưng mà Sumail thì không. Vừa rồi tôi nhìn thấy Winter Woman lên bằng các bạn ạ. Winter chết. Nào trong đó thì Saksa có bị dồn down. Saksa bị quật. Ui xù, 30-13. Nhưng mà trong đó đèn chẳng S4 chết ạ. Hả? S4 bị tổ quầy. Bắt ngay một thanh niên. Vi phạm tốc độ. Bây giờ đi sau đây Sumail côn được rồi. Nhưng mà Nico cũng blink ngược lại để slow luôn. Nào Thầy Sơn cố gắng vào. Nhưng mà Lim có BKB và rất khó để cho Thầy Sơn có thể combo. Thầy phải đợi cho cái BKB này nó hết. Thầy ơi, thằng Nico kìa. Đúng rồi, Nico Bobo. Nico cố gắng. Nhưng mà Thầy Sơn quan tâm mục tiêu khác, đó là chịu MC. Thầy Sơn chưa combo được. Hình như là MB đang cool down. Và thầy quyết định quay sang vị trí của chàng Nico. Nào thầy phải lấy một mạng của Nico trước khi Nico. MC cũng có một cú sắp tư khó chịu nha. Và OG vẫn lì các bạn ạ. Họ vẫn đang chảy cố đẹp.
Nhưng mà tôi không hiểu sao mà Edfall chết được. Chắc là Sumail có một cú dồn đam nhanh bằng cái Blink, bật Mata, Cold. Ba con cùng xoay thì Timber thì cũng chết thôi. Timber thì tuổi gì đâu. Ui, quả bắn đâu theo được cái nhở. Bắn đâu theo đỉnh đá. Nico thì vẫn rất là tự tin. Hai mạng, có cả phô mai que. Thầy Sơn, cái rune này khỏe. Cái rune này khỏe. Thầy đang dồn đang vào, thầy trộn luôn. Thầy biết rằng là con. Không được. Cái con hút win này nó trốn kinh lắm. Thầy quyết định quay ra vợ chị của Nico baby. Thầy bị dồn đam, thầy chết luôn rồi. Thầy bay bách ra. Nào trong đó thì anh chàng Hanken đã bị dí theo. Và đó là mạng Hanken nằm xuống mà thôi. Mạng số 31 dành cho Leon. Nhưng mà trong cái đó Tiny, Tiny cũng chết. Và Nico, anh ta vẫn còn cho mình một mạng nữa. Cần việc OG họ đang cố gắng tụ tập lại với nhau. Khi Thầy Sơn đã đến rồi. Tên mạng số 2 của Lim. Nào cầm cái cứu xem, xem còn rất tấp máu. Trong đó Quyền đồng quyền tâm phải nằm xuống. Nico sẽ bắt cho mình bao đầu tiên thôi. Nhưng mà xem cũng bị dồn đạp trên luôn đến Quyền Gasken. Và bây giờ thì Tiny cũng, Tiny cũng chết rồi. Không, còn không còn rồi. Tiny cũng lên bằng nằm số. Và đó là mạng số 34 đến từ bên phía Team Lion. Họ đang làm được. Bài Việt OG nằm xuống. Thầy chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Nhưng mà thầy có mạng Gasken. Thầy đem cú start của Nico. Thầy đang múa được. Nào Sumail, TV và thầy sẽ trốn thôi, trốn thôi. Học trò trốn rồi, thầy cũng phải trốn luôn. Cứu thầy. Nói thầy rồi, nó đấm, nó đá. Thầy cố gắng nhưng mà tôi nghĩ rằng là không được. Và đó là mạng số 35 dành cho các viên của Team Lion. 13k net tranh và trận đấu này có lẽ nó chuẩn bị kết thúc thôi. Hết rồi anh em ạ. Mình nghĩ là hết rồi. Rất khó. Thầy lên bảng 105 giây và thầy đai bách rồi. Còn mỗi học trò Sumail thôi. Xem đang cố nhưng Edford trốn rất nhanh. Và Sumail nó cố gắng côn vị trí của Nico Momo nhưng không được. Nico trâu lắm bạn ơi. Vòng vẽ ra ở lên không quan tâm. Quy được cất mù mắt đi bên phía Sumail. Chính xác là đầu theo. Và đầu theo côn vị chốt. Không được một quật gì nhất đến từ Nico Mimi. Và trong cái đó thì anh chàng Edford vẫn có thể sủi thành công. Nào rất khó rồi, thầy lên bảng đến 70 giây. Và làm cách nào để cho Allen có thể thua trận đấu này đây? Nó là không thể. Vào tắm máu. Không tắm à? Tắm đi. Máu mát lắm. Trời đang nóng. Đúng rồi. Quật tiếp. Sẵn sàng vẫn chưa lên bảng nhưng mà trong cái đó Sumail bị hack lại. Tiếp tục cú combo đến từ bên Glim. Và đây rất nhiều team White chẳng. 3 lần tot và Sumail cũng chết. OG chỉ còn duy nhất hai thành viên và họ vẫn đang cố gắng để chơi cô đẹp trong trận đấu này. Quá khó rồi các bạn ạ. Tiếp tục là Blink vào để có thể solo đối phương lại. Thầy Sơn có đến 38 giây nữa. Sumail tiếp tục trốn về. Khó quá. Ở lần họ sẽ bỏ qua những barrack mà thôi. Và tập trung vào việc kết thúc trận đấu. Nào nâu theo. Dính sơ tan. Dính một cú cưa. Nâu theo lên bảng. Tiếp theo trận này đây, Sumail bị cưa một phát mất nửa cây. Các bạn có thể thấy sức mạnh của cái Quyền Đình Death khi mà có cho mình cái talent level 25 nó khủng khiếp đến như thế nào. Vẫn xin chúc mừng ở Lion. Ông FNG nhá. Tôi thấy ông cười hơi bẩn. Ông bớt lại. Không tí thằng với thằng OG đấm cho ngọng. Với FNG có một quả cười bẩn anh em ạ. Tôi thì cũng không biết là miêu tả cái tiếng cười đấy như nào nhưng mà kiểu đấy kiểu đấy anh em ạ. Cay thật mà mình cứ nghĩ rằng là OG sẽ làm được trong trận đấu này nhưng không, OG không làm được. Nào tỷ số là 1-0 dành cho các đội viên của Team Lion. Và có lẽ là bây giờ mình sẽ xin phép nghỉ ngơi thôi. Ui, lâu lắm mới được cắt solo anh em ạ. Thích dã man đấy, thầy. Thực sự là mình thích cắt solo. Ngày xưa thì từ cái lúc mà mình cắt solo ở kênh của mình đã thấy rồi. Nhưng mà về 500 không được cắt solo anh em ạ. Cay the conclusion of game number one. Cắt solo cảm giác được bung lụa ấy, thoải mái. Tôi không hề bị gò bó bởi bất kỳ một cái rào cản nào cả.